Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chuyên mục Quốc phòng toàn dân hôm nay, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi một số nội dung đáng chú ý sau đây. Tỉnh Sê Công tổ chức lễ tiễn hải cốt liệt sĩ về Việt Nam. Lễ truy điệu và an táng hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia. Tăng cường hợp tác giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum và Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakere. Cuối chương trình là bài Trưởng thành sau 3 tháng tân binh. Bây giờ, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chuyên mục. Sau thời gian phối hợp tìm kiếm và quy tập Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Sê Công, Đức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trang trọng tổ chức lễ tiễn hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh về nước. Thay mặt chính quyền ba tỉnh Nam Lào gồm Atapu, Champasak và Sê Công, Phó tỉnh trưởng, trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh Sê Công Kham Sòn Con Nhơ nhấn mạnh, lễ bàn giao và tiễn đưa hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước lần này có ý nghĩa rất quan trọng. Ban công tác đặc biệt, chính quyền, nhân dân ba tỉnh Nam Lào bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới bộ đội, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hiến dâng cuộc sống của mình cho nền độc lập, sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân các bộ tộc Lào, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam cùng các gia đình cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hiến dâng những người con yêu quý của mình vào sự nghiệp cách mạng của Lào cũng như sự nghiệp cách mạng của ba tỉnh Nam Lào. Lãnh đạo, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các bộ tộc Lào ba tỉnh Atapu, Sê Công và Champasak nguyện mãi mãi khắc ghi công ơn, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Chúng tôi xin hứa trước vong linh của các anh hùng liệt sĩ mãi giữ gìn và kế thừa sự nghiệp cao cả này mà các đồng chí đã cống hiến cho dân tộc chúng tôi. Tiếp tục phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững và tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm để sớm đưa các anh vẫn còn đang nằm lại rải rác ở trong rừng sâu, núi thẳm, sớm trở về với quê hương đất mẹ Việt Nam. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Y Ngọc, trưởng ban chuyên trách tỉnh Kon Tum đã trân trọng đón nhận 8 hài cốt liệt sĩ và bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, cống hiến xương máu của mình vì sự nghiệp quốc tế cao cả, vì độc lập tự do của hai dân tộc Việt Nam và Lào. Mong rằng bằng tất cả tình cảm và tấm lòng, lãnh đạo và nhân dân các tỉnh Atapu, Champasak và Sê Công tiếp tục cung cấp thông tin phối hợp giúp đỡ tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Lào. Trong niềm xúc động khôn nguôi, thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chuyên trách tỉnh Kon Tum, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo, đảng bộ, chính quyền, ban công tác đặc biệt và nhân dân các tỉnh Sê Công, Atapu, Champasak đã nhiệt tình phối hợp giúp đỡ tỉnh Kon Tum trong việc tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hải cốt liệt sĩ trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng bằng tất cả tình cảm và tấm lòng, các đồng chí và nhân dân tỉnh nhà tiếp tục cung cấp thông tin phối hợp giúp đỡ tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hải cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh. Lễ tiễn đưa hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về nước là dịp quan trọng để hai nước cùng nhau phối hợp tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, tăng cường hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, đưa mối quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước phát triển lên tầm cao mới. Là thế hệ trẻ của lực lượng vũ trang tỉnh Sê Công, hôm nay được tham dự lễ đưa tiễn các liệt sĩ Việt Nam hy sinh trong các cuộc chiến tranh được tìm kiếm, quy tập mùa khô năm 2022-2023 trên đất Lào về nước. Bản thân cảm thấy vinh dự và xúc động. Chúng ta đã biết, các thế hệ cha anh hai nước Lào và Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh bên nhau, chung một chiến hào để chiến đấu chống kẻ thù chung, giành độc lập tự do, thống nhất đất nước. Chúng tôi có được cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc như ngày hôm nay, chính là nhờ có sự cống hiến, máu xương của bao thế hệ các anh hùng liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Vì vậy,
thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay cần tiếp tục cống hiến, phát huy tình đoàn kết hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam Lào, Lào Việt Nam. Với lòng thành kính biết ơn vô hạn, các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất Lào, lãnh đạo, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân và học sinh đứng dọc hai bên đường, cầm cờ hai nước Việt Nam và Lào, vẫy chào tiễn các hải cốt liệt sĩ về với đất mẹ Việt Nam. Tại Nghĩa Trang Liệt sĩ huyện Ngọc Hồi, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Vương quốc Campuchia trong thời kỳ chiến tranh. Dự lễ viếng có Ban Công tác đặc biệt, Ủy ban chuyên trách Chính phủ, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, lãnh đạo ba tỉnh Nam Lào là Atapu, Sekong, Champasak và tỉnh Ratanakre, Vương quốc Campuchia. Về phía tỉnh Kon Tum có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Apert, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Y Ngọc. 12 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào và Campuchia được quy tập lần này có 8 hải cốt liệt sĩ được quy tập tại 3 tỉnh Nam Lào và 4 hải cốt liệt sĩ quy tập tại tỉnh Ratanakre, Campuchia. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Y Ngọc khẳng định nhiệm vụ tìm kiếm cất bốc và hồi hương hải cốt liệt sĩ là một nhiệm vụ thiêng liêng cao cả, thể hiện tình cảm trách nhiệm đối với gia đình và thân nhân các liệt sĩ, nên dù khó khăn đến mấy cũng phải hoàn thành. Đây là một việc làm thiết thực, thể hiện sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả, vì sự bình yên của nhân dân các bộ tộc Lào và nhân dân Vương quốc Campuchia. Trong niềm xúc động và biết ơn sâu sắc, các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và nhiệm vụ quốc tế cao cả. Chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum tiễn đưa hải cốt các liệt sĩ về với đất mẹ vĩnh hằng. Tại thành phố Ban Lung, tỉnh Ratanakre, Vương quốc Campuchia, tiểu khu quân sự tỉnh Ratanakre và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum đã tổ chức hội nghị liên tịch thường niên lần thứ 16 năm 2023. Trung tướng Kham Súc, Chỉ huy trưởng Tiểu khu quân sự tỉnh Ratanakre và Đại tá Trịnh Ngọc Trọng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị nhất trí đánh giá năm 2022, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum và Tiểu khu quân sự tỉnh Ratanakre đã thường xuyên trao đổi thông tin, cùng nhau giải quyết tốt những vấn đề xảy ra, phối hợp bảo vệ vững chắc tình hình an ninh trên tuyến biên giới, phối hợp trong công tác tìm kiếm, quy tập được 4 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia về nước mùa khô 2022-2023. Trong các dịp lễ Tết truyền thống của Campuchia, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các huyện biên giới tỉnh Kon Tum đã cử đoàn sang thăm, chúc Tết, khám bệnh và tặng quà cho nhân dân. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí cho tiểu khu quân sự tỉnh Ratanakre 500 triệu đồng để xây dựng nhà ở đại đội. Những hoạt động đó tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh Ratanakre và Kon Tum nói chung, hai lực lượng vũ trang nói riêng. Hai bên đã tiến hành thảo luận, bàn bạc, trao đổi, đi đến thống nhất nội dung thực hiện hợp tác trong năm 2023. Trong đó có phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum trao số tiền 500 triệu đồng hỗ trợ tiểu khu quân sự tỉnh Ratanakre xây dựng và củng cố doanh trại. Hội nghị liên tịch thường niên lần thứ 17 năm 2024 sẽ được tổ chức tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum. Đảng ủy quân sự tỉnh tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 24 ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ Chính trị về chiến lược quốc phòng Việt Nam. 5 năm qua, Đảng ủy quân sự tỉnh đã quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị, luôn bám sát và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Trong đó nổi bật là cấp ủy, tổ chức đảng các cấp được chăm lo xây dựng, củng cố, ngày càng vững mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thế trận lòng dân được xây dựng, ngày càng vững chắc, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, chuyển biến tích cực, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để phát sinh điểm nóng, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của các địa phương và tỉnh,
tạo môi trường an ninh an toàn cho phát triển và ổn định đời sống nhân dân, thực hiện đồng bộ hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, giữ vững ổn định an ninh trật tự khu vực biên giới. Qua đó, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Trung đoàn 990 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2023. Tới dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm, Đại tá Trịnh Ngọc Trọng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang các huyện, thành phố. Sau 3 tháng huấn luyện với phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm, các chiến sĩ mới đã hoàn thành nội dung chương trình giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, hậu cần, kỹ thuật theo quy định. Trong thời gian huấn luyện, đơn vị đã kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực, xây dựng ý chí, bản lĩnh, tâm lý cho bộ đội, chú trọng huấn luyện lý thuyết gắn với thực hành. Bên cạnh đó, đơn vị đã giáo dục cho chiến sĩ mới có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, hiểu rõ vinh dự trách nhiệm của người quân nhân cách mạng, nhận thức sâu sắc về âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, truyền thống vẻ vang của quân đội, lực lượng vũ trang tỉnh và đơn vị. Kết thúc khóa huấn luyện, có 100% khoa mục đều đạt yêu cầu, trong đó thực hành 3 tiếng nổ, 100% đạt yêu cầu, đánh thuốc nổ, ném lựu đạn, đạt giỏi, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Đại tá Trịnh Ngọc Trọng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, biểu dương cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 990 đã hoàn thành khóa huấn luyện, yêu cầu Trung đoàn 990 ổn định biên chế và tiếp tục huấn luyện các nội dung cho các đối tượng theo đúng kế hoạch đề ra. Đề nghị chiến sĩ mới khi được điều động về các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh, tiếp tục học tập rèn luyện, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Qua 3 tháng học tập rèn luyện, đến nay các chiến sĩ mới ở tiểu đoàn 304, trung đoàn 990, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có bước trưởng thành rõ nét. Trong quá trình rèn luyện kiểm tra, các chiến sĩ mới đều đạt kết quả tốt, có nếp sống kỷ luật, kỷ cương trong quân đội, hình thành phẩm chất, tác phong, bản lĩnh của người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau 3 tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới cảm thấy trưởng thành hơn. Từ những công việc nhỏ nhất như sắp đặt trật tự nội vụ, vệ sinh gọn gàng, ngăn nắp, đến tác phong nhanh nhẹn, nghiêm túc trong sinh hoạt huấn luyện, rèn luyện tính kỷ luật, tổ chức của người lính, tinh thần đoàn kết gắn bó với tập thể. Sau hơn 3 tháng trong môi trường quân ngũ, đến nay chiến sĩ mới đã rắn giỏi, mạnh mẽ hơn về thể chất cùng sự chững chạc trong suy nghĩ và hành động. Sau 3 tháng huấn luyện tại đơn vị, những ngày đầu tiên thật sự đối với tôi thật sự rất là bỡ ngỡ. Thứ nhất là về tác phong, thứ hai nữa là về cách đi đứng, chào hỏi. Thứ ba nữa là về cách sắp xếp nội vụ vệ sinh. Nhờ được sự hướng dẫn của trung đội trưởng, tiểu đội trưởng và đại đội, sự quan tâm giúp đỡ thì những ngày khó khăn đó đã dần được khắc phục và bản thân tôi đã trưởng thành hơn qua hàng ngày. Ngoài ra thì điều lệnh, điều lệ đã giúp cho tôi hình thành được tính kỷ luật về chấp hành mệnh lệnh, cũng như về tác phong để việc xây dựng quân đội ngày càng hùng mạnh. Một hoạt động ấn tượng sau hơn 3 tháng huấn luyện, đó là lễ tuyên thệ chiến sĩ mới diễn ra đầu tháng 6 vừa qua. Các tân binh chính thức trở thành người lính Cụ Hồ, niềm vui xen lẫn niềm tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm đòi hỏi các chiến sĩ phải tiếp tục học tập rèn luyện nhiều hơn nữa. Tôi rất vinh dự và xúc động khi tôi được đại diện cho gần 500 chiến sĩ đọc 10 lời thề danh dự trong lễ tuyên thệ chiến sĩ mới. Sau hơn 3 tháng huấn luyện thì tôi và các đồng đội đã trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, văn hóa, hậu cần, đặc biệt là phẩm chất về đạo đức cách mạng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tôi rất tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thời gian tới, tôi sẽ không ngừng học tập, cố gắng nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Trong ngày, các chiến sĩ trẻ được đứng vào hàng ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Rất nhiều người thân, đại diện lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương cũng có mặt để động viên các chiến sĩ. Ông Đinh Văn Đằng, bố chiến sĩ Đinh Anh Đức, thức dậy từ mở sáng, vượt quãng đường gần 40 km từ xã Đắc Can, huyện Ngọc Hồi đến Trung đoàn 990 để kịp thời dự lễ.
Gặp lại con sau 3 tháng huấn luyện tại trung đoàn, ông cảm nhận được sự chững chạc, nét rắn giỏi của người lính. Ông tự hào và mong muốn con cố gắng phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong suốt thời gian tại ngũ. Trong 3 tháng huấn luyện, con tôi đã trưởng thành, được sự trưởng thành, được sự giúp đỡ, giáo dục của đơn vị cũng như quân đội. Tôi cảm thấy con tôi trưởng thành hơn ở nhà. Được như vậy là tôi cũng cảm ơn đơn vị cũng như là quân đội đã giáo dục con tôi đã trưởng thành. Để đạt được kết quả tốt, trước khi bước vào huấn luyện tân binh, trung đoàn đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ chỉ huy từ cấp tiểu đội trưởng trở lên, nâng cao trình độ năng lực quản lý chỉ huy, nắm chắc phương pháp xây dựng tiến trình biểu, soạn thảo giáo án huấn luyện, công tác đảng, công tác chính trị, bảo đảm sát với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Từ đó xác định nội dung huấn luyện và ra nghị quyết thực hiện chương trình huấn luyện, bảo đảm đạt kết quả cao. Trong cái quá trình huấn luyện thì đơn vị đã thường xuyên quán triệt, giáo dục các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, cấp mình, đồng thời là giáo dục cho chiến sĩ mới nắm được điều lệnh, điều lệ, các quy định của đơn vị. Từ đó, cán bộ chiến sĩ đã nắm bắt được tư tưởng, ổn định được tâm lý và xác định tốt cái quyết tâm thực hiện tốt cái nhiệm vụ huấn luyện. Quá trình tổ chức huấn luyện đến giờ này thì đơn vị là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ, trong đó là thực hiện bảo đảm được cái ba nổ là đạt đơn vị là đạt khá. Các cái nội dung không nổ thì đơn vị là hoàn thành được cái nhiệm vụ theo đúng cái yêu cầu đề ra, đồng thời là chấp hành nghiêm được cái kỷ luật trong quân đội. Qua 3 tháng huấn luyện, những chiến sĩ mới của trung đoàn 990 không chỉ rắn giỏi về thể chất mà thực sự trưởng thành hơn về nhận thức, bản lĩnh và tác phong, nếp sống. Những kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật được trang bị cùng với những kỹ năng sử dụng các loại vũ khí trang bị, động tác điều lệnh, chiến thuật rèn luyện sẽ là hành trang giúp các chiến sĩ thêm tự tin, vững vàng, tiếp tục phấn đấu rèn luyện trong thời gian tới.